Xin kính chào thầy Phương, chào tất cả các thầy cô. Hôm nay rất là vui vì cảm thấy là rất là ý nghĩa khi mà cộng đồng của chúng ta đã tổ chức được một cái buổi gặp mặt để có thể vừa chia sẻ và gửi đến thầy cũng như tất cả các thầy cô những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho một cái ngày lễ sắp tới của ngành cũng như là của tất cả các thầy cô chúng ta. Thì em là Nguyễn Thị Phiến, là giáo viên dạy toán trường trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Em thì tham gia cộng đồng Pro Teacher Army mới của năm 2023. Tuy nhiên thì tham gia các hoạt động học tập cùng với lại thầy và các thầy cô thì em đã tham gia từ khi bắt đầu dịch đến bây giờ. Tại vì em cũng là một trong những người mà cũng mong muốn là có thể có những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề khi mà dịch mà chúng ta không thể cho học sinh đến trường được, thì em cũng là những người mà cũng tự thấy là mình đã rất là chịu khó tìm tòi, và cái người mà em tìm thấy đó là tìm thấy thầy Phương, nên là từ thầy mà em có được những cái bài học cũng như là có những cái trải nghiệm để vừa cho mình thử nghiệm cũng như là giới thiệu được cho tất cả các thầy cô trong nhà trường làm sao để mà mình tiếp cận được sớm nhất cũng như là thực hiện được cái công tác giảng dạy bằng ứng dụng cái công nghệ. Thì có thể trong mỗi một cái đợt học thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều rồi, nên là thôi thì em cũng không không nói nữa. Nhưng em, đối với em, một cái sự cảm nhận về cái cộng đồng của chúng ta thì em thấy là các thầy cô của chúng ta thực sự là các thầy cô không chỉ giỏi về mặt chuyên môn mà các thầy cô còn rất là năng động, rất là sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Nên từ đó thì em cũng thấy là mình suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng thì em cũng đã vào cộng đồng. Mục đích là để được học hỏi và cũng là được chia sẻ cùng với các thầy cô, cũng như là được thầy dìu dắt để làm sao mà mình trở thành một cái con người luôn luôn đổi mới, mới trong nghề và cũng mới đối với bản thân mình. Thì hôm nay thì cũng báo cáo thầy với các thầy cô là qua cái quá trình học tập cũng như là quá trình làm việc thì năm học 2022-2023 thì em cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đó cũng là một trong những sự cố gắng, và cũng đặc biệt là có được nhờ cái sự học hỏi từ các thầy cô và đặc biệt là sự dìu dắt của thầy Phương ạ. Với lại một cái nữa mà em thấy là em đã làm được và em hướng dẫn được rất nhiều học sinh cũng như là giáo viên tham gia các cái cuộc thi sáng tạo khoa học cũng như là thanh thiếu niên nhi đồng, và các thầy cô tham gia thi giáo viên dạy giỏi là em luôn luôn đồng hành cùng với các thầy cô. Em không có khả năng biến kiến thức thành tiền, nhưng em có thể biến kiến thức đó thành những cái công việc mà giúp cho các thầy cô của mình khi đi thi có thể tự tin hơn. Và cũng báo cáo với thầy với các thầy cô là đợt vừa rồi là năm 2000 cuối năm 2022-23 đó là em đã hướng dẫn học sinh tham gia thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Dựa vào cái kiến thức mà thầy dạy đó là cái thinking ấy ạ, và cái chỉ dẫn các cái nét đặc sắc của văn hóa của dân tộc khu vực Bình Phước ở khu vực Tây Nguyên, và cái sản phẩm đó thì đã được giải nhì của thành phố Đồng Xoài, tham gia giải của tỉnh Bình Phước và đã được đưa đi khu vực. Thì đó là một cái điều mà em thấy là em đã có được những cái điều đó. Hồi trước là em cũng tham gia không tích cực, nhưng mà đến bây giờ thì em thấy là khi tham gia vào cộng đồng, tham gia cùng với các thầy cô thì em thấy là cái lửa trong mình nó được bốc lên, và em Hay cảm thấy quá. đó là một điều rất là hạnh phúc. Thì trong cái ngày hôm nay thì em cũng xin được gửi tới thầy một lời cảm ơn sâu sắc nhất, và cảm ơn tất cả các thầy cô đã chia sẻ cái lửa nhiệt tình và nhiệt huyết đối với nghề, và chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúc cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển và hội nhập được với xu thế mới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các thầy cô ạ.